Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 162. Ở cuối tập trước, sau khi hoa vực tại thượng đẳng giới không bên trong cũng là ngũ đại bè cánh một trong. Cái này giới không bên trong không một nam tử, nhưng thực lực y nguyên cường hãn. Nơi này nữ tử, không có một cái là dễ trêu, cho nên dù là trong lòng có ý tưởng cũng chỉ dám đứng xa nhìn. Nam tử này ngược lại là thật can đảm, chẳng qua cũng quả thật có chút khinh cuồng một chút. Cục diện như vậy, đấu thần liên minh vô luận như thế nào cũng là chiếm hết thượng phong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Hoa vực chiến đội cầm đầu nữ tử tên là Hoa Lam, gương mặt xinh đẹp đều bị lụa mỏng ngăn cản, nhưng lộ ra cặp kia đôi mắt đẹp liền đầy đủ kinh diễm. Vô ý chiến đội đến từ một cái tên là Đấu Đế đại lục hạ đẳng giới không. Lúc này, Hoa Lam bên cạnh một tên khác nữ tử nhìn xem trong sân một đám, lẩm bẩm nói: "Vân Mộng, làm sao? Cái này giới không có vấn đề gì sao?" Hoa Lam hỏi. Vừa mới nói chuyện nữ tử tên là Vân Mộng, trên thân tản mát ra thanh nhã phong, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại tao nhã thư nhã cảm giác. Vân Mộng lắc đầu nói khẽ: "Không có gì, chỉ là có chút xảo, hoa vực mới tiến một vị tiểu sư muội, ta giống như nhớ kỹ cũng là đến từ Đấu Đế đại lục một bên đấu khí đại lục, nghe nói đã từng là một hoa vực cường giả chuyển thế, lại còn có như vậy nguồn gốc." Hoa Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn nhiều mấy lần Tiêu Viêm kia thon dài thân hình. "Đúng vậy, cho nên ta đạo hữu chút xảo, gây bình thường thế lực cũng có thể hỗ trợ một hai. Nhưng, cái này đấu thần liên minh, tha thứ chúng ta cũng muốn giúp mà chẳng giúp được." Vân Mộng nhẹ gật đầu, than nhẹ một hơi hương khí, bất đắc dĩ nói. Hoa Lam nghe vậy, kia mày liễu cũng là có chút nhăn lại, toàn tức nói: "Chi đội ngũ này, có lẽ không có nhìn từ bề ngoài như vậy không chịu nổi, trước nhìn kỹ hãng nói đi." Một phen cạn đàm về sau liền không nói nữa, như thế 10 cái mỹ nhân, đứng tại ngoài động phủ, nhìn chăm chú lên sắp chiến đấu phát sinh. Cùng lúc đó, nơi nào đó trong động phủ, trong đó tản ra huyết tinh chi khí. Liền kia trong động phủ của Linh Tuyền đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, mười mấy người đều là bao phủ tại áo bào đen phía dưới. Không cách nào thấy rõ bộ mặt thật, cũng là xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Ngươi cùng cừu hận của hắn, hiện tại xem ra có người ra mặt giúp ngươi giải quyết, ngược lại là tiết kiệm không ít sự tình. Lúc này, một cái dưới hắc bào, lộ ra Tiêu Viêm nhận biết một cái diện mục đến. Người này chính là Tiêu Viêm tại Hắc Sơn Thần Quân trong di tích giao thủ qua, Vạn Ma Điện huyết tử. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một cái thân mặc áo bào đen, trên thân chỗ phát ra oán khí cùng huyết tinh chi khí, khiến người nghe ngóng buồn nôn. Hắn, mệnh, ta tới, lấy. Một đạo khàn khàn đạo cực hạn thanh âm một lát sau, mới từ kia áo bào đen bên trong chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, áo bào đen nâng lên một chút đầu, nhất thời, chính là có thể thấy được dưới hắc bào. Một tấm khuôn mặt tái nhợt, huyết hồng hai con ngươi, nhìn như là một cái quái vật. Lần này không được, điện chủ tự có thu xếp, mà lại. Nếu là liền cái này đấu thần liên minh đều không có cách nào giải quyết hết người này, chỉ bằng chúng ta mấy cái, chỉ sợ cũng khó mà thành sự, cho nên chúng ta vẫn là muốn trước hoàn thành điện chủ thu xếp mới là nhiệm vụ thiết yếu. Huyết tư chậm rãi mở miệng, nói ra điện chủ hai chữ lúc, huyết tư bên cạnh người áo đen, khí tức mới là thu liễm lại đến, bình tĩnh dị thường. Tiêu Viêm, người áo đen ngồi xếp bằng xuống, cái tên này từ trong miệng lúc đi ra, phảng phất là dùng oán khí hô lên. Cửu sư đệ. Quảng trường bên trên, Nhiễm Sương cùng Diệp Phi Ngư nhìn xem lúc này hiện thân Tiêu Viêm, đều là nhịn không được giật mình. Hiển nhiên Tiêu Viêm ra sân phương thức có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Cửu sư đệ, tới thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau đối phó đám này tạp toái, ta còn không tin. Nhiễm Sương sư huynh cùng ngươi liên thủ, còn đối phó không được cái này Diệp Giang. Diệp Phi Ngư ma quyền sát trưởng nói, nàng tận mắt thấy qua Tiêu Viêm oanh sát Khương Nhai. Cho nên Diệp Phi Ngư tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tiêu Viêm thực lực, tại nàng cho rằng Tiêu Viêm thực lực cùng Nhiễm Sương gần như có thể sóng vai tồn tại. Tiêu Viêm đầu tiên là đối Nhiễm Sương cùng Diệp Phi Ngư ôm quyền, sau đó trên mặt hiện ra ý cười, trầm mặc một chút, nói: "Nhiễm Sương sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng đấu thần liên minh mấy người kia, e là cho dù chúng ta liên thủ cũng khó có thể đối phó, đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền do chúng ta vô ý chiến đội mình gánh lấy, liền không liên lụy cổ thần điện, Tiêu Viêm ở đây cảm ơn qua." Nhiễm Sương nghe vậy giật mình, ánh mắt nhìn Diệp Giang cùng Lương Phong. Tiêu Viêm nói đúng là lời nói thật, coi như bọn hắn liên thủ, muốn chiến thắng đấu thần liên minh chi đội ngũ này, lấy bọn hắn thực lực bây giờ xem ra, ba thành phần thắng không đến. Có thể nói là, tất bại chi cục. Diệp Giang cùng Lương Phong thực lực, đều là năm tinh đầu tiên. Mà lại Diệp Giang giờ phút này khí tức cường hãn, Nhiễm Sương cũng là trong lúc mơ hồ cảm thụ được. Diệp Giang khoảng cách lục tinh cũng không xa, mà lại sau người còn có mười mấy người. Đều là xuất từ đấu thần liên minh, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, đều là một chút biến thái, đều đạt tới ba tinh đầu tiên. Nên biết được, đến dự thi một chút đội ngũ, cầm đầu thực lực mạnh nhất cũng mới chẳng qua ba tinh đấu tiên. Mà đấu thần liên minh, tất cả đội viên đều đạt tới ba tinh đấu tiên trở lên, cái này phi thường biến thái. Là ý nói, Tiêu Viêm thực lực,
chỉ có thể cùng đấu thần liên minh cái này nhánh chiến đội bên trong một chút bình thường đội viên sóng vai. Mà muốn đi đối kháng Diệp Giang cùng Lương Phong bực này thiên kiêu, cho dù có Nhiễm Xương tại, cũng là gần như không có phần thắng. Nhiễm Xương mặc dù cũng đạt tới năm tinh đấu tiên, nhưng là nhiều lắm là có thể kiềm chế lại một người trong đó. Mà lại nếu như hắn đối mặt chính là Diệp Giang, Nhiễm Xương chỉ sợ đều sẽ bại lui, chiến thắng này xuất cơ hồ là số 0. Cửu sư đệ, chúng ta đã là không đường thối lui, nhất định phải muốn đánh với bọn họ một trận. Nhiễm Xương năm ngón tay nắm chặt, kia thân hình cao lớn, tản ra vô tận bá khí, giận dữ hét. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết được, hôm nay một trận chiến này là lui không thể lui, nhất định phải chiến. Nhưng Tiêu Viêm nhìn xem Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư, cười khổ nói: "Đa tạ hai vị hảo ý, ta không muốn bởi vì chúng ta mầm tay vạ liên lụy hai vị, việc này chính chúng ta đến giải quyết thuận tiện." Cửu sư đệ, ta lên trước, làm là được. Nhiễm Xương không nghĩ đang nghe Tiêu Viêm những cái này lề mề chậm chạp lời nói, trực tiếp nhanh chân đạp mạnh, mặt đất trực tiếp vỡ nát, thân hình như núi đồi, quyền như sơn nhạc, chính là hướng phía Diệp Giang đánh tung mà đi. Khí thế lập tức ầm vang bộc phát. Diệp Giang cùng Lương Phong cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Diệp Giang nhếch miệng lên, nhìn xem vọt tới thân ảnh, cười lạnh nói: "Một lần tính giải quyết hai phiền phức, ngược lại là tiết kiệm không ít khí lực. Chuẩn bị đại khai sát giới, không cần để lại người sống, trực tiếp giết chết, ai giết người nhiều nhất có thưởng." Nhìn xem đã bạo lướt xuất thủ Nhiễm Xương, Tiêu Viêm trong lòng hơi chấn động một chút. Giờ phút này nhìn xem không sợ hãi Nhiễm Xương, Tiêu Viêm biết được, Nhiễm Xương tất nhiên là biết. Hôm nay chiến cuộc, bất luận nhìn thế nào, đều là đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Muốn chiến thắng Diệp Giang càng là khó càng thêm khó, mà Nhiễm Xương lần này cử động ngược lại để Tiêu Viêm trong lòng ấm áp. Không hiểu thấu trở thành cổ thần điện đệ tử, chẳng hiểu ra sao nhiều mấy cái sư huynh, bây giờ đối phương càng là nguyện ý vì hắn không để ý tính mạng của mình. Duyên từ đâu lên, Tiêu Viêm trong lòng có mọi loại nghi vấn, nhưng là giờ khắc này, Tiêu Viêm không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Tay cầm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, hỏa diễm càng là bay lên, kia cực nóng hỏa quang lập tức phóng lên tận trời. Vô ý chiến đội, Tiêu Viêm, cổ thần điện, lão Cửu, đến đây nghênh chiến, đấu thần liên minh, ra tay đi. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nặng nề thanh âm như chuông vang một loại chậm rãi truyền vang ra, cũng là rơi vào Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư trong tai, nghe ngóng, hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười âm hiểm. Cửu sư đệ, cùng lên đi. Nhiễm Xương xoay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, trên mặt lập tức cũng che kín không sợ hãi nụ cười. Tiêu Viêm nhìn xem Nhiễm Xương, khẽ gật đầu, tay cầm Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, lập tức lướt ầm ầm ra. Mà Thông Thiên Trụ bên trên, Cổ Viêm thần tộc, nguyên bản đối với cái này không có gì hào hứng một đám người, tại Tiêu Viêm hỏa quang nổi lên một cái chớp mắt, đều là bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn sang. Thật mạnh hỏa diễm chi đạo, cảm giác này, tại sao lại có chút quen thuộc, tựa như tộc ta một vị đấu thần cường giả. Cổ Viêm thần tộc người cầm đầu mở miệng lẩm bẩm nói, mà những người còn lại đều là ánh mắt kinh ngạc. Nguyên bản không thèm để ý chút nào trận chiến đấu này, lại tại Tiêu Viêm thiên hỏa bắn ra thời điểm, gây nên Cổ Viêm thần tộc chú ý của mọi người. Hạ Tăng Huy, thả chó, cắn người. Tiêu Viêm thanh âm bỗng nhiên truyền ra, Hạ Tăng Huy khẽ gật đầu, chợt, ở phía sau hắn. Chỉ thấy một đạo tản ra lạnh lẽo hàn khí ma thi, khô cạn bàn chân, hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình cũng là lướt ầm ầm ra. Cái này ma thi tại Hạ Tăng Huy không ngừng ôn dưỡng dưới, cùng tại giết chết kia thi ma tông người về sau, từ nó trong tay đạt được một chút khống chế ma thi thủ đoạn, cùng tăng phúc ma thi phương pháp. Sau lại trải qua đinh duyệt một phen cải tạo về sau, vì ma thi thể càng thêm trang một chút chấn kim, nó thân xác trình độ cứng cáp, đợi đến năm tinh đấu tiên cũng không kém cỏi chút nào. Tại tăng thêm Hạ Tăng Huy kia cường đại thánh cảnh linh hồn chi lực, cái này ma thi thực lực càng là đạt được bạo tăng, coi như đối phó năm tinh đấu tiên cũng không phải không có hy vọng. Kia Diệp Giang nhìn chằm chằm bạo lướt mà đến ma thi, chợt hắn cười cười, chỉ là nụ cười kia bên trong có một loại lạnh lẽo tràn ngập. Như vậy ti tiện thủ đoạn, dựa vào thi thể để chiến đấu, cuối cùng là khó trèo lên phong nhã, chẳng qua không ngại. Ngươi đem thủ đoạn của các ngươi đều thi triển đi ra. Bởi vì, vô luận như thế nào, các ngươi tại trước mặt chúng ta, cuối cùng vẫn là không chịu nổi một kích. Đang khi nói chuyện, Nhiễm Xương kia như núi cao lớn nhỏ nắm đấm, đã là ầm ầm mà xuống, Diệp Giang nhìn xem Nhiễm Xương, sắc mặt lạnh lẽo. Kia hùng hồn tiên chi nguyên khí lập tức bạo dũng mà ra, thế là tại nó trên nắm tay điên cuồng ngưng tụ, sau đó đối Nhiễm Xương nắm đấm, cứng rắn oanh mà đi. Cả hai lôi cuốn lấy nồng đậm đến cực hạn tiên chi nguyên khí, cùng hung hãn vô song kình lực, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú nổ tung lại với nhau. Mà Tiêu Viêm lúc này thân hình đã đến, nhưng ở Tiêu Viêm liền phải ra tay cộng đồng đối phó kia Diệp Giang thời điểm, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có cực kỳ bá đạo kình lực ngay tại ép xuống. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là trông thấy kia giữa không trung một thanh cổ xưa chi kiếm, chừng nửa bên to bằng ngọn núi, hướng phía hắn ầm vang mà xuống. Mà tại Tiêu Viêm trước mặt xuất hiện một thân ảnh, chính hai tay ôm ngực, trước ngực một thanh cổ kiếm, phát ra ông ông kiếm minh thanh âm. Đối thủ của ngươi là ta. Đạo thân ảnh này chính là Lương Phong. Lương Phong thực lực mặc dù không kịp kia Diệp Giang,
nhưng là cũng là đạt tới 5 tinh đấu tiên trung kỳ, thực lực cũng là cực kỳ ngưỡng áp. Tiêu Viêm cho dù đột phá đến 3 tinh đấu tiên hậu kỳ, nhưng là cùng Lương Phong 5 tinh đấu tiên trung kỳ, như cũ có một mảnh hồng câu. Muốn chiến thắng Lương Phong, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, đều là quá sức. 3 tinh đấu tiên, Lương Phong ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Viêm, dường như không ngờ tới Tiêu Viêm thực lực sẽ như vậy nhỏ yếu, Lương Phong bằng lãnh trên mặt hơi kinh ngạc. Chợt chính là có chút tản mạn lên, ngược lại là làm to chuyện, sợ là một chiêu này, ngươi chính là khó mà đón lấy. Tiêu Viêm nhìn xem đỉnh đầu lôi cuốn lấy khủng bố kình đạo mà xuống to lớn kiếm ảnh, ánh mắt có chút trầm xuống, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được. Lương Phong một kiếm này, không nói dùng hết toàn lực, tối thiểu cũng là dùng 9 phần lực lượng, ra tay chính là sát chiêu, hoàn toàn không có nghĩ qua thăm dò đối thủ. Một khi ra tay, liền muốn đem đối thủ diệt sát. Tử Kim cuồng bạo. Thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, Tiêu Viêm mở miệng, trong mắt lôi mang lấp lóe, giờ phút này hai tay cũng là lôi quang nổi lên, bắn ra suy suy thanh âm. Nhưng Tiêu Viêm lôi quang không giảm, nguyên bản chỉ có thanh bạch lôi mang cánh tay, giờ phút này chỉ thấy một đạo hồng lôi hiện lên. Thái cổ thần lôi thể, thật lôi thể. Tiêu Viêm cắn răng một cái, lên tiếng lần nữa, kia sợi hồng lôi từ cánh tay bạo lướt mà lên. Tiêu Viêm tại lúc này, mạnh mẽ bức bách mình đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới đệ nhị trọng thật lôi thể. Hồng lôi tại Tiêu Viêm trong thân thể bạo lướt mà qua, chợt, Tiêu Viêm thân xác lực lượng lập tức trở nên cường hãn mấy lần không thôi. Mà thân thể truyền đến cảm giác, lập tức để Tiêu Viêm hai con ngươi trở nên lửa nóng. Cửu sư đệ, Bát sư tỷ giúp ngươi một tay. Lúc này, Diệp Phi Ngư kia thân ảnh kiều tiểu cũng là xuất hiện, một thanh cổ dù xoay tròn, vầng sáng lưu truyền ra đến. Lập tức bao trùm Tiêu Viêm toàn thân, một cỗ lực lượng cường hãn tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Thình lình ở giữa, Tiêu Viêm khí tức lập tức bạo tăng đến 4 tinh đấu tiên. Đây là tới từ Diệp Phi Ngư tăng phúc đấu kỹ, có thể làm cho Tiêu Viêm trong thời gian ngắn, thực lực mạnh lên không ít. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như thế, còn chưa đủ, Tiêu Viêm biết, còn chưa đủ. Lương Phong một kiếm này, lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như miễn cưỡng đỡ được, cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trọng thương cũng liền mang ý nghĩa thất bại cũng liền mang ý nghĩa tử vong. Cho nên, vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng bàn tay đã là ngưng tụ ra Bách Đạo Thiên Hỏa Hỏa Liên, nhưng ngưng tụ còn chưa đình chỉ. Tiêu Viêm cắn răng một cái, trong tay lập tức lại lần nữa xuất hiện một viên linh uẩn huyền thiên đan, trực tiếp ném vào trong miệng. Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa bạo tăng, tứ tinh sơ kỳ, tứ tinh trung kỳ, cho đến tứ tinh hậu kỳ. To lớn kiếm ảnh càng ngày càng gần, loại kia lực áp bách, lệnh Tiêu Viêm dưới thân mặt đất đều là bắt đầu từng khúc nứt toác. Chẳng qua hiển nhiên quảng trường này là có đặc thù gia cố, nếu là bình thường thổ địa, chỉ sợ sớm đã bị oanh thành một mảnh vực sâu. Giờ phút này đè xuống to lớn kiếm ảnh, Tiêu Viêm kia tại kiếm ảnh phía dưới nhìn như hạt vừng kích cỡ tương đương thân ảnh. Quyền dưới có chừng trăm đạo thiên hỏa hỏa liên, năm ngón tay một cây không ngừng nắm chặt, đem những cái kia hỏa liên đều vây kín mít tại dưới nắm tay. Tại cuối cùng một ngón tay thu nạp thời điểm, kia vô tận hỏa diễm bắt đầu từ Tiêu Viêm khe hở bên trong bạo dũng mà ra. Thao thiên hỏa biển, từ Tiêu Viêm làm trung tâm, phóng lên tận trời, biển lửa diện tích sánh vai Lương Phong kia to lớn kiếm ảnh. Ba tinh đấu tiên hậu kỳ chính là muốn đón đỡ năm tinh đấu tiên trung kỳ đỉnh tiêm sát chiêu. Mà tại Tiêu Viêm kia thao thiên hỏa biển tuôn trào ra thời điểm, kia thông thiên trụ trong động phủ, cổ viêm thần tộc gần như là đồng thời đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chiến đấu kịch liệt. Đúng là đem hỏa diễm uy lực phát huy đến như vậy cực hạn, dường như hắn trong ngọn lửa còn có lôi đình, hai cái này năng lượng đều là cực kỳ cuồng bạo, người này đúng là có thể cùng nhau điều khiển như vậy lực lượng cường hãn. Thực lực như thế ngược lại thật sự là tâm không giống từ dưới trời dưới không mà tới. Cổ viêm thần tộc kinh nghi lên tiếng, bởi vì Tiêu Viêm trên người hỏa diễm, lệnh cổ viêm thần tộc đều là coi trọng. Biển lửa trực tiếp đem chuôi này to lớn kiếm ảnh cho bao phủ, trong ngọn lửa có một đạo hồng lôi lấp lóe mà qua. Một đạo chói tai thanh âm chính là ngơ ngác vang lên, chợt chỉ thấy được một thân ảnh đứng lặng tại biển lửa ở giữa. Nắm đấm hướng lên, đang cùng kia to lớn kiếm ảnh lấy thân xác lực lượng đối kháng lại với nhau. Hồng lôi tràn ngập thời điểm, toàn bộ kiếm ảnh phía trên khe hở như mạng nhện một loại cấp tốc vỡ ra. Sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, cùng kia Lương Phong khẽ biến ánh mắt dưới, to lớn kiếm ảnh, đúng là oanh một tiếng, đều nổ tung. Lương Phong cái này một cái sát chiêu, Tiêu Viêm liền như vậy ngăn cản. Mà theo to lớn kiếm ảnh tán đi, tràn ngập trong biển lửa, một thân ảnh chập chờn tại trong biển lửa, loại kia lực uy hiếp, chấn nhiếp trên trận mỗi người. Cản, ngăn lại. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói cái này Lương Phong tại kiếm đạo phía trên đã là đăng phong tạo cực, cho dù là kiếm vực cường giả cũng là muốn để hắn ba phần chút tình mọn. Một kiếm này, chỉ sợ bình thường 4 tinh đấu tiên đều sẽ bị trực tiếp chém giết, nhưng người này chẳng qua là đến từ hạ đẳng giới không. Toàn bộ ồn ào thanh âm lập tức vang vọng ra. Thượng đẳng giới không ngũ đại bày cánh, tận mắt nhìn thấy lần giao thủ này, chính là có chút rung động đến bọn hắn, những cái kia truyền ngôn liên quan tới vô ý chiến đội truyền ngôn.
Dường như tại thời khắc này, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là truyền ngôn, có thể đưa thân trở thành trăm tên trong vòng duy nhất hạ đẳng dưới không, dựa vào cũng không phải vận khí, mà là thực lực chân chính. Lương Phong khóe miệng cơ bắp hơi có chút trở nên cứng, chẳng qua cũng là cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, nói, xem ra, là mắt của ta vụng, có điều. Thực lực của ngươi là dựa vào tăng phúc, đón lấy ta một chiêu này, đã là làm ngươi có chút không chịu đựng nổi. Nhưng đối với ta mà nói, dạng này sát chiêu, không chỉ có riêng chỉ có thể thi triển một lần. Tiêu Viêm thân ảnh chập chờn tại trong biển lửa, chậm rãi bước ra thời điểm, bốn phía hỏa diễm, trong chớp mắt, đều thuận Tiêu Viêm lỗ chân lông trở lại Tiêu Viêm trong cơ thể. Năm tinh đầu tiên, đúng là có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, chẳng qua kia bình thản thanh âm bên trong cũng không có lùi bước ý tứ. Mà Nhiễm Xương bên này, có Ma Thi giúp đỡ, cùng kia Diệp Giang đã là chiến túi bụi, trình độ kịch liệt hoàn toàn không kém hơn Tiêu Viêm bên này. Nhiễm Xương công kích hiển nhiên là rơi vào hạ phong, chẳng qua kia Ma Thi cường hãn lực đạo, cũng là lệnh Diệp Giang trong thời gian ngắn không có cách nào thủ thắng. Vô ý chiến đội toàn viên xuất động, nhưng đối mặt đấu thần liên minh bọn này thiên kiêu chi tử lúc, chiến đấu rất nhanh xuất hiện thiên về một bên khuynh hướng. Long Ý, Long Thế Thiên cùng Khiếu Chiến, lực lượng cơ thể mạnh nhất ba người, thân hình đều là hướng bốn phía bắn ngược mà ra. Miệng phun máu tươi, ổn định thân hình về sau, đều chỉ là xóa đi khóe miệng máu tươi, chính là lại lần nữa xông tới. Tiếp tục như vậy, vô ý chiến đội sẽ trước hết nhất bị đánh tan. Bởi vì Tiêu Viêm bị Lương Phong kiềm chế, mà đấu thần liên minh còn lại đội viên, thực lực đều là cường hãn vô song, kia Thạch U, Vương Hách chính là hai cái bốn tinh đầu tiên, căn bản khó mà chống cự. Nhưng ngay lúc này, một đám người lướt ầm ầm ra, gia nhập chiến đấu, trợ giúp vô ý chiến đội cộng đồng đối kháng đấu thần liên minh. Trung đẳng dưới không, Kinh Hồng Đại Lục, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Mười mấy thân ảnh lập tức gia nhập cùng đấu thần liên minh mười mấy người trong lúc giằng co, mà Kinh Hồng Đại Lục đội ngũ cầm đầu nam tử, thực lực chính là thình lình đạt tới tứ tinh. Bên cạnh hắn, còn có hai cái tam tinh đỉnh phong cường giả, sự gia nhập của bọn hắn lập tức để thiên về một bên vô ý chiến đội, áp lực làm dịu không ít. Mà chi đội ngũ này chính là cùng Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư cùng nhau mà đến đội ngũ, nhận Cổ Thần Điện che chở. Như vậy giờ phút này, Cổ Thần Điện gặp nạn, bọn hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kinh Hồng Đại Lục cùng vô ý chiến đội cộng đồng đối kháng đấu thần liên minh Thạch U, Vương Hách dẫn đầu một đám, về phần kia Khương Nhai lại là không thấy bóng dáng. Nhiễm Xương cùng Ma Thi đối kháng năm tinh đấu tiên đỉnh phong Diệp Giang có chút phí sức, nhưng là miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Một bên khác thì là thực lực xe biệt lớn nhất Tiêu Viêm cùng kia Lương Phong giằng co. Nhiễm Xương cùng Ma Thi kìm chân mạnh nhất Diệp Giang, vô ý chiến đội những người còn lại cùng Kinh Hồng Đại Lục ngăn chặn đấu thần liên minh đội viên. Hiện tại xem ra chiến đấu thắng lợi phân chia chính là nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu. Nhưng một cái sát chiêu không thành công, Lương Phong trước ngực cổ kiếm chính là vang lên ong ong, phát ra chói tai kiếm minh, dường như bị Tiêu Viêm vũ nhục về sau, cực kỳ phẫn nộ. Một tiếng kiếm minh, cổ kiếm ra khỏi vỏ, loại kia áp bách lực lượng cũng là chớp mắt tràn ngập ra, cường hãn lực áp bách, lệnh Tiêu Viêm ngực một buồn bực. Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, nhìn xem Lương Phong thân ảnh, Tiêu Viêm nắm đấm không khỏi nắm chặt hai phần, hiện trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Lần này, có chút xem thường đấu thần liên minh cái này một đám, ngược lại là có chút kiêu ngạo quá mức. Cổ có kiếm thánh phá quân, hiện có Lương Phong lục không? Kiếm đi. Lương Phong thân hình bất động, chỉ là kia trước ngực cổ kiếm đã là lơ lửng tại trước người hắn, tiếng nói vừa dứt thời điểm, cổ kiếm lập tức phá không mà lên. Hóa thành một vòng hàn mang, đem kia không khí đều là sinh sôi cắt, tiếng nổ đùng đoàng liên tục nổi lên bốn phía, truyền vào trong tai, như kiếm giống như tại quỷ khiếu. Ngươi như ngăn lại ta một kiếm này, ngươi chính là thắng, như không chặn được. Ngươi chính là ta dưới kiếm mấy vạn vong hồn một trong. Lương Phong lạnh lẽo mở miệng, không lộ vẻ gì trên mặt, càng là lộ ra lạnh lùng, mặc dù Lương Phong thân hình khẽ nhúc nhích. Nhưng là một kiếm này, gần như rút khô Lương Phong trong cơ thể tất cả tiên tri nguyên khí. Mà Lương Phong vốn là có lấy một cái ngoại hiệu, tên là một kiếm lục không. Một kiếm này lục không cũng là Lương Phong sát chiêu, hắn một kiếm này, lôi cuốn lấy hắn đối kiếm đạo cuồng nhiệt, càng là tin tưởng vững chắc giết địch, chỉ dùng một kiếm. Nếu là địch nhân bất tử, chính là hắn vong. Chẳng qua vô số chiến đấu dưới, Lương Phong vẫn đứng ở chỗ này, chính là nói rõ, những cái kia cùng hắn đối chiến qua địch nhân, đều chết tại hắn một kiếm phía dưới. Bởi vì hắn không có kiếm thứ hai, một kiếm định sinh tử. Cổ kiếm phía trên phát ra tiếng oanh minh, kinh người chấn động tản ra. Một kiếm này, lệnh bốn phía vô số người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, xa xa cũng là có thể cảm nhận được cái này chui cổ kiếm phía trên chỗ dập dờn ra tới uy hiếp lực lượng. Liên thượng đẳng dưới không ngũ đại bè cánh, ánh mắt đều là nghiêm túc. Tinh thần điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh dị. Khương Võ, một kiếm này, chỉ sợ cho dù là hai người chúng ta, cũng là muốn đem hết toàn lực sợ là khả năng miễn cưỡng tiếp được đi. Thịnh Oanh do dự một chút, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ cười khổ, đối với Lương Phong cường đại. Bọn hắn xưa nay không từng hoài nghi, bởi vì hắn đến từ đấu thần liên minh, liền chú định không phải bình thường hạng người. Ha ha, hai người chúng ta liên thủ cũng có thể tiếp được,
Nếu là độc thân, sợ là một kiếm này coi như không chết cũng là trọng thương. Khương Võ cũng là cười khổ gật gật đầu, nói. Chợt, Thịnh Oanh cùng Khương Võ nhìn xem đứng lặng giữa Khâu Trung Tư Viêm, đều là lắc đầu, thở dài một hơi. Người này ngược lại là có chút thực lực, chỉ tiếc vừa đến chính là chọc giận những cái này biến thái. Thịnh Oanh cũng là vì Tiêu Viêm thở dài. Linh năng giới, Phong Thiền cùng Linh Phi cũng là nhìn chăm chú lên một màn này. Phong Thiền nhìn xem cổ kiếm bên trên uy năng, kia tinh diệu mày liễu cũng là có chút nhăn lại. Linh Phi cũng là trong lòng không khỏi vì đám người Tiêu Viêm vì đó siết chặt. Đáng ghét, một năm tinh đấu tiên vậy mà đối một ba tinh đấu tiên không lưu một điểm thể diện. Linh Phi cắn răng một cái, đang khi nói chuyện, thanh âm mặc dù so với bình thường nữ tử nghe muốn thô bên trên một chút, nhưng nếu cẩn thận đi nghe, liền còn có thể phân biệt ra, Linh Phi chính là nữ tử. Linh Phi lúc tức giận, không khí bốn phía đều đang vặn vẹo, kia là Linh Phi cường đại linh hồn chi lực tác dụng hiệu quả. Phong Thiền thấy thế, chính là đập Linh Phi một cái, trong mắt đẹp để lộ ra từng tia tức giận, nói. Vì đám người này, đắc tội đấu thần liên minh, cũng không phải cử chỉ sáng suốt, nhất định không thể xúc động. Linh Phi cắn răng một cái, nhìn xem đã là lâm vào hiểm cảnh Tiêu Viêm, cũng là bất đắc dĩ thở dài, không cách nào ra tay giúp đỡ. Mà Diệp Giang bên này, Nhiễm Xương sải bước, quyền phong gào thét, ma thi công kích cũng như mưa rào. Diệp Giang thân hình rút lui ở giữa, cũng là thong dong đối mặt cả hai công kích. Quay đầu nhìn về phía Lương Phong bên này lúc, Diệp Giang khóe miệng chính là tuôn hướng một vòng cười lạnh, nói: "Vô dụng, Lương Phong một kiếm này lục không, hắn cũng không có năng lực ngăn lại." Nhiễm Xương quyền như mưa rào, dày đặc gào thét mà xuống, ở giữa hoàn toàn không có dừng lại. Căn bản không cho Diệp Giang cơ hội thở dốc, mà đối mặt Diệp Giang lời nói, Nhiễm Xương căn bản chưa từng đi nhìn nhiều Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu. Người bình thường có lẽ không tiếp nổi, nhưng đó là ta cửu sư đệ, hắn nhất định có thể đón lấy. Nhiễm Xương quát ầm lên, hắn có thể cảm nhận được cổ kiếm truyền đến khủng bố chấn động. Nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy tự tin, cái này một vòng tự tin. Cho dù là Tiêu Viêm đều chưa từng có được, nhưng Nhiễm Xương đối Tiêu Viêm lại là 100% tín nhiệm. Thật sao? Như vậy, các ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Diệp Giang cười lạnh nói, thân hình bạo lướt, vung tay lên. Chính là cường hãn công kích, cùng Nhiễm Xương cùng Ma Thi tiếp tục đối kháng, đôi bên chiến đấu lâm vào giằng co. Kia hung hãn khí thế, tản ra, dường như đã thăm dò Nhiễm Xương cùng Ma Thi công kích xáo lộ. Ta cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian, chiến đấu cũng nên kết thúc. Diệp Giang khí thế bộc phát, kia mãnh liệt tiên chi nguyên khí, như là hồng thủy mãnh thú một loại từ nó trên thân bạo dũng mà ra. Năm tinh đấu tiên đỉnh phong khí thế, cường hãn trình độ, so Nhiễm Xương năm tinh đấu tiên sơ kỳ, cao không chỉ một sao nửa điểm. Diệp Giang thân hình khẽ động, chính là phát ra kinh thiên tiếng nổ, nắm đấm kia bình thản không có gì lạ vung ra, nhưng lại bộc phát ra kinh hãi lực lượng. Nhiễm Xương đôi mắt co rụt lại, muốn trốn tránh, lại là không kịp, một quyền này hắn nhất định phải ứng đối. Lại là một tiếng vang thật lớn, năng lượng bạo tạc bên trong, Nhiễm Xương thân hình bắn ngược mà ra, trực tiếp đụng trên mặt đất. Đen kia kiên cố mặt đất đều là nổ ra một cái hố, chẳng qua trải qua gia cố qua quảng trường, tuyệt không xuất hiện quá lớn tổn hại. Nhưng một quyền này, kỳ lực nói, đúng là trực tiếp nghiền ép Nhiễm Xương. Nhiễm Xương một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt lập tức huyết hồng. Không có khả năng, thực lực của ngươi, làm sao lại đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Nhiễm Xương thanh âm khàn khàn, trong cổ còn có máu tươi. Diệp Giang cười lạnh, bước chân lại lần nữa đi ra, lại là một cái nhìn như bình thản nắm đấm, đối Ma Thi ầm vang mà xuống. Một tiếng vang thật lớn, không có chút nào ngoài ý muốn, Ma Thi thể hình bắn ngược. Cùng Diệp Giang đối oanh một cánh tay, trực tiếp bị oanh bạo, bây giờ chỉ còn lại một tay. Cổ thần điện, trong mắt ta, cũng chỉ là hạ lưu thế lực thôi, ỷ vào địa thế chi lợi, may mắn diệt sát qua ta đấu thần liên minh chi tử. Liền cho rằng có cùng chúng ta đối kháng tư cách. Diệp Giang thanh âm rét lạnh như băng, ánh mắt nhìn xem hai đạo có chút thân ảnh chật vật, lộ ra vẻ trêu tức. Hôm nay, chính là để ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi cổ thần điện cùng ta đấu thần liên minh chân chính chênh lệch. Diệp Giang khí thế dọa người, mà Nhiễm Xương đứng lên hình, xóa đi khóe miệng máu tươi về sau. Trong mắt của hắn lập tức cũng là sát ý nghiêm nghị, khí thế cũng là ầm vang bộc phát, loại kia khí thế cũng là cực kỳ hung hãn. Lại ngẩng đầu ở giữa, Nhiễm Xương hai con ngươi đã là biến thành bạch mắt, cùng nó nói là bạch mắt, không bằng nói Nhiễm Xương là tại mắt trợn trắng. Mà Diệp Phi Ngư nhìn xem Nhiễm Xương trạng thái chính là thầm nghĩ một tiếng không tốt, lo lắng nói, gặp. Nhiễm Xương sư huynh mất đi ý thức. Diệp Phi Ngư vừa mới nói xong, Nhiễm Xương thân hình khẽ run lên, chính là lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, chính là cắn hàm răng, xuất hiện tại Diệp Giang trước mặt, kia như núi cao nắm đấm, một quyền mà xuống. Diệp Giang cũng là mãnh kinh, thân hình lui nhanh, Nhiễm Xương một quyền thất bại. Nhưng thân hình tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trực tiếp đuổi lấy Diệp Giang chính là không thả. Bành, bành, bành. Cả hai kịch liệt đánh nhau ở trong sân tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm bên này, nhìn xem chuôi này cổ kiếm, giờ phút này cái trán đổ mồ hôi, nắm đấm đã là nắm chặt.
Linh Uẩn Huyền Thiên Đan tăng phúc rất nhanh liền đến thời gian, nhưng Lãng Thiên trong khoảng thời gian này luyện thêm ra mấy cái. Tiêu Viêm trong tay chính là có 3 cái, ăn hết 1 viên liền còn có 2 viên, mà Tiêu Viêm ăn viên thứ 2. Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng đến 4 tinh đấu tiên hậu kỳ. Nhưng Tiêu Viêm biết được, tăng phúc mà đến thực lực, khí tức bên trên ngược lại là đạt tới, nhưng thực lực bản thân bên trên lại là có trên bản chất chênh lệch. Một kiếm này, muốn đón lấy, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm giờ phút này, đã là đem tất cả có thể phòng hộ đấu kỹ toàn bộ thi triển mà ra. Tiêu Viêm quay đầu, nhìn về phía Vô Ý chiến đội đám người, nếu là giờ phút này đám người không có lâm vào cháy bỏng chiến đấu. Tăng thêm đoàn đội đấu kỹ, Thiên Cương Ly Huyền Trận, một kiếm này, Tiêu Viêm ngược lại là có lòng tin đem nó đón lấy. Nhưng bày ở Tiêu Viêm trước mặt vấn đề là, Vô Ý chiến đội tất cả mọi người bị cuốn lấy. Một kiếm này uy lực đã đại đại vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Làm sao bây giờ? Nếu là hắn bị trọng thương, trận chiến đấu này thua không nghi ngờ. Hẳn là cũng phải vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp sao? Tiêu Viêm nắm đấm có chút siết chặt, nhưng là Tiêu Viêm biết, một khi lần nữa vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp mà mang tới hậu quả, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chịu nổi. Xem ra, chỉ có liều mạng một lần. Tiêu Viêm cắn răng một cái, chính là trầm giọng nói, Thái Cổ Thần Lôi Thể, Tiêu Viêm sở đến cấp độ thứ 2, Thật Lôi Thể. Chẳng qua cũng là chạm đến 1-2, chỉ có thể coi là nửa bước vào Thật Lôi Thể. Hiện tại lực lượng cơ thể có thể trèo chống Thiên Hỏa Hỏa Liên, cực hạn cũng nhiều lắm là chỉ là 150 nói. Mà Tiêu Viêm bây giờ trong tay đã nắm bắt 150 đạo Thiên Hỏa Hỏa Liên, hắn biết, lại tăng thêm một đóa, chính là vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Thể xác chắc chắn nhận nghiêm trọng tổn thương, coi như ngăn cản Hạ Lương Phong một kiếm này, Tiêu Viêm mình lực lượng cũng sẽ đem mình nổ thành trọng thương. Thế nhưng là dưới mắt, trừ vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng, Tiêu Viêm mạnh nhất chính là cái này Tịch Diệt Hỏa Quyền, chỉ có mượn dùng Thiên Hỏa Hỏa Liên bạo tạc uy năng. Bạo phát đi ra lực lượng cường đại, hỏa liên càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh, nhưng là lực lượng cường đại, đồng thời cũng sẽ lệnh Tiêu Viêm thể xác mang đến cực lớn phụ tải. Nhìn tới, không có lựa chọn khác, như hủy đi một tay, còn có một tay, vẫn còn không tính cùng đường mặt lộ. Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng lại, đã đến cực hạn hỏa liên số lượng, ở trong tay của hắn lại lần nữa ngưng tụ mà ra, tiên chi nguyên khí có thể bổ sung thiên hỏa năng lượng. Nhưng ngưng tụ 150 đạo hỏa liên, đã là tiêu hao Tiêu Viêm trong cơ thể hơn phân nửa tiên chi nguyên khí. 2 bách đạo, 220 đạo, 260 nói, 3 bách đạo. Tiêu Viêm lại lần nữa ngưng tụ ra hơn thiên hỏa hỏa liên, trong cơ thể 3 viên sao trời đã đều ảm đạm mà xuống, Tiêu Viêm cho đến đem trong cơ thể mình tiên chi nguyên khí ngưng tụ đến khô kiệt. Nguyên bản cực hạn là 150 nói, nhưng Tiêu Viêm giờ phút này mạnh mẽ gia tăng 3 bách đạo thiên hỏa hỏa liên, đã là đại đại vượt qua cực hạn của hắn. Như thế cách làm, Tiêu Viêm chính là đã có chuẩn bị tâm lý, coi như hủy đi một tay, cũng phải chống đỡ một kiếm này. Vô vị dãy dụa, ta một kiếm này, bình thường 5 tinh đấu tiên đều khó mà ngăn cản, ngươi 3 tinh đấu tiên coi như mạnh hơn. Một kiếm này, ngươi cũng không có khả năng ngăn lại, có thể để cho ta tế ra một kiếm này, ngươi cũng coi như chết hào quang. Lương Phong bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, mặc dù Lương Phong nhìn từ bề ngoài không ngại, kỳ thực. Trong cơ thể của hắn, cho dù hắn là 5 tinh đấu tiên, một kiếm này cũng là dốc hết tất cả tiên chi nguyên khí. Như một kiếm này không giết Tiêu Viêm, như vậy Lương Phong cũng lại không có sức mạnh chém giết Tiêu Viêm. Lơ lửng tại Lương Phong trước mặt cổ kiếm, như là một con nổi giận rắn độc, giờ phút này chính phun lưỡi rắn. Đã là co do thân thể, đem lực lượng chuẩn bị đến tối đại hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy mạnh nhất dáng vẻ xông ra. Lương Phong nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, hiện lên một vòng rét lạnh tia sáng, kia bình thản không có gì lạ thanh âm trước mặt. Thì là một thanh tản ra lệnh bốn phía vô số người đều vì đó run rẩy cổ kiếm, loại kia khí thế, liên thượng đẳng dưới không ngũ đại bảy cánh. Cùng trung đẳng dưới không đối kiếm đạo lý giải cực sâu kiếm vực, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không khỏi tán thưởng nó mạnh mẽ. Tiêu Viêm tay phải ở giữa, 300 thiên hỏa hỏa liên toàn bộ áp xúc, ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu, nhưng nếu là xích lại gần đi xem lúc, có thể nhìn thấy hỏa cầu bên trong, phảng phất ẩn chứa thế gian ngàn vạn hỏa diễm, hỏa cầu mặt ngoài còn có lôi mang thuận Tiêu Viêm giữa ngón tay tại mặt ngoài tràn ngập. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, sau đó bàn tay chậm rãi nhô ra, sau đó đưa bàn tay ở giữa hỏa cầu, chậm rãi nắm trong tay. Chợt chỉ gặp, hỏa quang thuận Tiêu Viêm kinh mạch tràn ngập ra, sau đó thuận làn da tràn ngập toàn bộ cánh tay. Vô số hỏa quang như mạng nhện một loại lan tràn ra, cùng nó huyết nhục liên kết. Làm Tiêu Viêm lại lần nữa ngẩng đầu một cái chớp mắt, trong con mắt, lôi quang cùng hỏa quang lập tức đan vào với nhau, một đôi tròng mắt bộc phát ánh sáng lóng lánh. Đã ngươi tự cho là mình rất mạnh, như vậy hôm nay ta liền phải để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Tới đi. Cổ kiếm phía trên kiếm minh tê rít gào, như quỷ giống như đang khóc rít gào, nó trên thân kiếm phát tán khủng bố chấn động, lập tức bộc phát ra. Tại vô số đạo nghiêm túc trong ánh mắt, Lương Phong kia bình thản đồng tử cũng là lập tức hiện lên một vòng ngang ngược. Trực tiếp khóa chặt Tiêu Viêm, hắn không còn có nửa câu nói nhảm, chậm rãi tay giơ lên,
ngón tay hướng phía Tiêu Viêm lăng không một chỉ. Cổ kiếm lập tức hóa thành một vòng hàn mang, trực tiếp đem kia không khí cắt, lộ ra hư vô hắc ám. Đem không gian kia đều cắt ra một đầu thật dài đen đường, lôi cuốn lấy hoảng sợ khí thế, chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đi. Một kiếm lục không. Tê rít gào vang vọng, chỉ thấy cổ kiếm bạo lướt mà đến, nó trên thân kiếm, nhìn hơi có vẻ bình thản. Nhưng là loại kia lực lượng cùng tình thế, lại lệnh bốn phía vô số đội ngũ đều là thần sắc biến đổi lớn, nhao nhao lui lại, sợ tai họa. Cổ kiếm xẹt qua địa phương, quảng trường kia kiên cố mặt đất, đều là nhấc lên một đạo thật dài khe rãnh, vẻn vẹn chỉ là cổ kiếm lướt qua nhấc lên kình phong chính là bá đạo như vậy. Cổ kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Viêm, nó cường hãn trình độ đã là đến mức độ không còn gì hơn. Đối mặt bạo lướt mà đến cổ kiếm, tất cả mọi người đều là biến sắc, Tiêu Viêm cũng là thân hình có chút đè thấp, nắm tay phải đã là chậm rãi nâng lên, ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng. Có điều, tại kia vô số đạo ánh mắt đều là bởi vì Lương Phong cái này tựa là hủy diệt một kiếm mà cảm thấy kinh hãi lúc, chỗ kia tại mục tiêu điểm Tiêu Viêm vẫn trầm ổn như cũ. Cho dù tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm không tiếp nổi một kiếm này, nhưng Tiêu Viêm như cũ thẳng tắp lấy thân thể, nhẹ như mây gió, mặt không đổi sắc tựa như hắn căn bản không vì một trận chiến này lộ vẻ xúc động, bực này khí lượng dẫn tới tất cả mọi người tán thưởng. Tiêu Viêm trên nắm tay, hỏa diễm dần dần tuôn ra, từ khe hở bên trong phun ra ngoài, hỏa diễm tràn ngập hắn toàn bộ cánh tay phải. Bằng vào ba tinh đấu tiên thực lực, có thể làm đến bước này, đã rất mạnh, có điều, cũng nên kết thúc. Lương Phong bình thản lên tiếng, cách không nhìn xem bay đi cổ kiếm, cùng sắp đối oanh Tiêu Viêm, trên mặt tràn đầy tất thắng tự tin, bởi vì không có bất kỳ cái gì lý do sẽ thất bại. Càng là không có bất kỳ cái gì nhân tố, một ba tinh đấu tiên có thể đối kháng hắn cái này kinh hồng nhất kiếm. Khả năng này cơ hồ là số 0. Tịch, diệt, lửa, quyền. Tiêu Viêm hàm răng cắn chặt, chữ trong miệng của hắn từng cái toác ra đến. Nắm đấm đã là thu cùng bên hông, tiếp theo một cái chớp mắt. Năm ngón tay chính là đột nhiên siết chặt, cầm trong tay ngưng tụ ba bách đạo thiên hỏa hỏa liên hỏa cầu, trực tiếp bóp nát. Chỉ một thoáng, vô số hỏa diễm bạo dũng mà ra, sau đó tại nó trước mặt hóa thành một cái to lớn hỏa quyền. Không khí bốn phía giống như đều bốc cháy lên, từng tầng sóng nhiệt hướng về bốn phía càn quét ra. Một kiếm, một quyền. Cả hai đều là lôi cuốn lấy mãnh liệt tiên chi nguyên khí, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mạnh mẽ đánh vào nhau. Cổ kiếm tuy nhỏ, nhưng là đem Tiêu Viêm kia hỏa diễm cự quyền mạnh mẽ cản trở lại, hai cỗ lực lượng nhất thời làm mảnh này huyễn cảnh đều là vì chi biến sắc, phong vân đảo ngược. Mà tại cổ kiếm cùng Tiêu Viêm hỏa quyền ở giữa, vùng không gian kia huyễn cảnh lúc này lại có chút vặn vẹo chấn động, tán phát ra đạo đạo gợn sóng không gian. Toàn bộ thông thiên trụ dưới đã nhập động phủ, vẫn là không có tiến vào động phủ đội ngũ, chỉ một thoáng quang tới vô số đạo ánh mắt khiếp sợ. Bao quát thượng đẳng giới không ngũ đại bè cánh cùng trung đẳng giới không ba đại giới không, chứ còn chưa tới tổ yêu điện, kiếm vực cùng liên lục. Trông thấy một màn này lập tức ánh mắt ngưng lại. Cả hai đứng lặng thân ảnh, nơi xa quan sát nguyên bản tràn đầy tự tin Lương Phong, giờ phút này trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng biến thành có chút nghiêm túc cùng khó coi. Hắn gắt gao nhìn xem cả hai va chạm chỗ sức mạnh bùng lên, hắn căn bản không ngờ tới, Tiêu Viêm vậy mà thâm tàng bất lộ như vậy, cất giấu lớn như thế chưa đối kháng hắn một kiếm này lục không. Tiêu Viêm cắn răng, oanh ra toàn bộ cánh tay, giờ phút này bị lôi mang nơi bao bọc, huyết nhục xương cốt đều bị chiếu sáng trưng, kia khe hở ở giữa vô tận hỏa diễm tôn trào ra, bạo tạc lực lượng không ngừng phóng thích mà ra, cùng kia Lương Phong một kiếm lục không hung hăng va chạm. Giờ phút này, toàn bộ thiên không nhan sắc đều bị chia làm hai nửa, một nửa bị Tiêu Viêm hỏa diễm nhuộm thành màu đỏ. Một nửa tầng mây dày đặc đều bị kiếm khí hút lấy kéo mà xuống, trở nên một mảnh âm trầm, hai loại sức mạnh tại lúc này đều bộc phát. Hai cỗ lực lượng tiếng nổ không dứt bên tai, cái này hai đạo lực lượng đúng là lẫn nhau đều chưa từng nhượng bộ nửa phần, nó cường hãn trình độ lệnh xem chiến người, đều là liên tục tắc lưỡi lấy làm kỳ. Thượng đẳng giới không ngũ đại bè cánh càng là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn càng nhiều ánh mắt đều dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân. Người này, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể bằng vào ba tinh đấu tiên, cùng năm tinh đấu tiên Lương Phong một trận chiến, còn không rơi vào thế yếu, mà hắn một kiếm này lục không, cho dù là chúng ta. Chỉ sợ cũng là muốn đem hết toàn lực khả năng đối kháng, nhưng hắn vẻn vẹn bằng vào mình ba tinh đấu tiên thực lực chính là cùng nó tạm thời ngang tay, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà kia cổ viêm thần tộc một đám thiên kiêu nhìn thấy Tiêu Viêm chỗ thi triển đi ra tịch diệt hỏa liên, đều là nhịn không được nuốt một chút trong miệng nước bọt, Tiêu Viêm dùng lửa phương thức, lệnh bọn hắn đều là không cách nào tin. Đem hỏa diễm năng lượng tại trong nhục thể nổ tung, sau đó hình thành lấy thể xác làm môi giới lực lượng cường đại. Làm như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng. Điên cuồng, quả thực quá điên cuồng, nhưng như vậy lực lượng, cũng thực là để người rung động. Cổ viêm thần tộc từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến bây giờ cực đoan kinh dị coi trọng, Tiêu Viêm trong mắt bọn hắn càng ngày càng cao lớn lên. Người này chỗ minh ngộ hỏa diễm chi đạo, chỉ sợ không thể so với ta trời yếu, một cái đến từ hạ đẳng giới không người. Đúng là có như vậy minh ngộ, nói đến thật sự là hổ thẹn. Ánh mắt của những người này bên trong, tràn đầy đều là rung động. Ai có thể nghĩ tới,
Tiêu Viêm lại thật có thể cùng Lương Phong mạnh nhất một kiếm đối kháng, nhìn như tuyệt đối không có hy vọng Tiêu Viêm. Vậy mà thi triển đi ra lực lượng kinh khủng như vậy, cái này một hỏa quyền, lệnh không ít trung đẳng giới không, đều là thấy chi biến sắc. Trong lòng đều ở phía sau sợ, còn tốt chưa từng mạo hiểm đi tìm cái đội ngũ này phiền phức, nếu không. Bằng vào Tiêu Viêm thực lực, cho dù bọn hắn có bốn tinh đấu tiên, chỉ sợ cũng phải bị hắn mạnh mẽ cho oanh sát rơi. Diệp Giang cùng Nhiễm Sương chiến đấu cũng rất kịch liệt, nhưng càng nhiều ánh mắt đều đặt ở Tiêu Viêm cùng Lương Phong chiến đấu bên trong. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, một cái hạ đẳng giới không mà đến chiến đội, một cái trong truyền thuyết chiến đội, lại thật sự có kinh khủng như vậy đến hoảng sợ thực lực. Có điều, tại mọi người kinh dị thời điểm, Tiêu Viêm trên cánh tay xảy ra bất ngờ tiếng xương nứt âm, ngược lại là thành thất truyền, vang vọng ra. Tiêu Viêm cánh tay tại kiên trì hồi lâu về sau, cuối cùng đã tới cực hạn, bây giờ hắn vốn cũng không có chân chính bước vào thái cổ thần lôi thể thật lôi thể. Ba bách đạo thiên hỏa hỏa liên chỗ bộc phát uy lực đã không phải là Tiêu Viêm thân thể có thể tiếp nhận. Lực lượng cuồng bạo rất nhanh liền để Tiêu Viêm thể xác đạt tới cực hạn. Ha ha, xem ra cũng là hết biện pháp, một chiêu này rất mạnh, nhưng là thực lực ngươi bây giờ căn bản là không có cách tùy tiện thi triển, như thế hành vi coi như không chết cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma đi. Lương Phong nghe được Tiêu Viêm xương cốt tiếng vỡ vụn về sau, thủ ấn biến ảo ở giữa, khống chế cổ kiếm. Kia sôi trào mãnh liệt lực lượng lại lần nữa đánh thẳng vào Tiêu Viêm hỏa quyền, là uy lực chưa từng chút nào yếu bớt. Dần dần, hai bên cân bằng xu thế rất nhanh bị đánh vỡ, Tiêu Viêm hỏa quyền bắt đầu rút lui về sau, mà Lương Phong cổ kiếm chính là mang theo hung hãn lực lượng đem Tiêu Viêm hỏa quyền từng tấc tiếp tục hướng xuống nghiền ép. Cũng không phải Lương Phong một kiếm này mạnh lên, mà là Tiêu Viêm tịch diệt hỏa quyền uy lực đang yếu bớt. Xương cốt đứt gãy, biến thành gai sắc, trực tiếp xuyên thấu Tiêu Viêm cánh tay, nhưng Tiêu Viêm dùng tiên chi nguyên khí cưỡng ép ổn định cánh tay của mình, bảo trì nó không tiêu tan. Nhưng dạng này đau đớn, coi như so với kia tinh kiếp lôi đình đánh vào thể xác cảm giác, cũng là được không đến cầm đi. Tiêu Viêm sắc mặt đã là xanh xám, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, cắn răng một cái, lại lần nữa là cầm trong tay hỏa liên bóp nát, nó bạo tạc uy lực lại lần nữa càn quét. Bị cổ kiếm chèn ép hỏa quyền, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường hãn, sau đó đúng là từng khúc nghiền ép đi qua, không khí đều là bị nghiền ép nổ tung, phát ra trận trận tiếng nổ. Tiêu Viêm đã hoàn toàn không để ý trên cánh tay mình dâng trào máu tươi cùng cốt thứ. Giờ phút này trong mắt của hắn che kín chiến ý, coi như hủy đi cái cánh tay này, hắn cũng tuyệt không nói bại. Loại kia mãnh liệt lòng háo thắng, để Tiêu Viêm thời khắc này trạng thái kinh hô điên cuồng. Bạo cho ta, bạo, bạo. Tiêu Viêm mắt đỏ, điên cuồng gào thét, mỗi giống một tiếng, kia hỏa quyền chính là càng mạnh một điểm. Trong lòng bàn tay hỏa liên lực lượng đều bộc phát, sôi trào mãnh liệt hỏa diễm biến thành biển lửa, không ngừng tràn vào hỏa quyền bên trong. Mà tại Tiêu Viêm trạng thái như vậy dưới, Lương Phong sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệch. Bởi vì hắn cảm nhận được cổ kiếm bên trên truyền lại đến không ổn cảm giác. Tiêu Viêm hỏa quyền lực lượng còn tại tăng cường, tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm thật sẽ đem hắn một kiếm này nuốt chửng lấy rơi. Không có khả năng. Lương Phong cắn răng một cái, lập tức cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời, máu tươi thành sương mù, tuôn hướng cổ kiếm. Mà bị Tiêu Viêm nghiền ép cổ kiếm, đúng là lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường hãn. Nhưng là Lương Phong cũng bởi vậy trả giá nặng nề, thực lực đúng là từ năm tinh đấu tiên trung kỳ, rơi xuống đến năm tinh đấu tiên sơ kỳ. Lương Phong biết được, nếu là hắn không làm như vậy, liền thật muốn bị cái này ba tinh đấu tiên đánh bại. Cho nên coi như thực lực rơi xuống, hắn cũng không thể thất bại, nhất định không thể bại. Đây cũng là hắn mãnh liệt lòng háo thắng cùng lòng tự trọng, nếu là hắn bại, Lương Phong liền sẽ là cái thứ hai Khương Nhai. Tiêu Viêm cũng tốt, Lương Phong cũng được, hai người giờ phút này đã là dùng hết tất cả vốn liếng. Tiên tri nguyên khí càng là đều không giữ lại chút nào toàn bộ tuôn ra, hai người đã tiến vào cuối cùng quyết thắng thời khắc. Tiêu Viêm cánh tay giờ phút này đã biến thành thanh tử chi sắc. Máu tươi không ngừng từ đâm thủng qua máu thịt bên trong phun ra ngoài, như vậy đau đớn, khiến người khó mà chịu đựng. Tiêu Viêm trong cổ ngòn ngọt, chính là một ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này thân thể của hắn chính đang chịu đựng cực hạn. Tiêu Viêm trên mặt trầm xuống, không khỏi muốn lần nữa vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, như là lý tính nói cho hắn. Nếu là lúc này sử dụng, đem sẽ đem tất cả người đều hại chết, vô ý chiến đội một người đều sống sót, hắn tuyệt không thể dùng. Tiêu Viêm cánh tay đang kịch liệt run rẩy, đã gần như cực hạn. Rốt cục, Tiêu Viêm thân hình run lên, lập tức về sau khẽ đảo, chính là một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, khí tức mất tinh thần. Mà kia hỏa quyền mất đi trèo trống, cũng là phát huy ra lực lượng cuối cùng, oanh một tiếng nổ tung. Đem Lương Phong cổ kiếm đúng là trực tiếp bắn bay, Tiêu Viêm đã là cực hạn. Mà Lương Phong tuy rằng cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn một kiếm này lục không cũng cuối cùng bị Tiêu Viêm ngăn lại. Chỉ có điều, Tiêu Viêm đại giới lại là so hắn thảm trọng rất rất nhiều. Chỉ ít Lương Phong tuyệt không thụ thương, chỉ là trong cơ thể tiên chi nguyên khí bị tiêu hao sạch sẽ. Tiên nguyên khí đan rất nhanh liền có thể một lần nữa tiếp tế. Cổ kiếm hình như có linh, xoay quanh một vòng về sau, phát ra yếu ớt kiếm minh, dường như cũng là có chút mỏi mệt, bay trở về Lương Phong kiếm trong tay trong vỏ. Tiêu Viêm thân hình trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, cánh tay máu thịt be bét,
cốt thứ liên tục xuất hiện, bộ dáng càng là vô cùng chật vật, thở hổn hển. Tiêu Viêm hai mắt đỏ như máu, như là vẫn cắn răng một cái, lảo đảo, thân hình lung lay lại lần nữa đứng lên. Lưu Phong đạp không mà đến, trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Viêm trước mặt, hắn đưa bàn tay ra, lần này hắn tự tay cầm chuôi kiếm, đem cổ kiếm chậm rãi từ trong vỏ kiếm rút ra, kiếm chỉ Tiêu Viêm. Thật là khiến người bất ngờ, một ba tinh đấu tiên lại thật có thể ngăn lại ta một kiếm lục không, không thể tưởng tượng nổi. Lưu Phong trên mặt biểu hiện nhiều bình tĩnh, hắn nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt không có khinh miệt, càng nhiều hơn chính là một loại tôn kính. Cùng lúc đó, một đạo trọng kích thanh âm đột nhiên vang vọng, chợt một thân ảnh lập tức bắn ngược mà ra, sau đó trùng điệp ngã tại Tiêu Viêm bên cạnh cách đó không xa, mặt đất đều bị vạch ra một đường rãnh thật sâu khe. Diệp Giang cũng là từ trên trời giáng xuống, hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, ánh mắt ngang ngược nhìn xem trên đất đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Nhiễm Sương. Nhiễm Sương cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, cưỡng ép đứng thẳng người, ánh mắt hung ác nhìn xem Diệp Giang. Mà Diệp Giang quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, trên mặt chính là hiện lên cuồng tiếu, cười to thanh âm truyền vang ra. Ha ha, tạp toái chính là tạp toái, một cái hạ đẳng dưới không đến dân đen, một cái cổ thần điện phế vật, các ngươi hiện tại làm sao không ngông cuồng rồi? Diệp Giang cuồng tiếu không ngừng, nói, chính là bước dài ra, nhìn xem lại lần nữa đứng lên có chút lảo đảo Nhiễm Sương, chính là lại lần nữa một chân lại là đá ra xa mười mấy mét. Vừa mới miễn cưỡng đứng vững Nhiễm Sương, nơi nào trải qua ở một kích này, lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình chật vật không chịu nổi. Mà Vô Ý chiến đội cùng Đấu Thần Liên Minh chiến đội giao chiến lúc, đám người cũng là chú ý tới bên này. Hạ Tăng Huy cũng là tâm thần khẽ động, chuẩn bị khống chế Ma Thi, lại là phát hiện Ma Thi lại bị xé thành mấy khối, sụp đổ. Vô Ý chiến đội lực chú ý bị Tiêu Viêm bên này hấp dẫn lúc, bị Đấu Thần Liên Minh chiến đội bắt lấy khe hở, bắt đầu cường công, lập tức cũng lâm vào hạ phong. Trên trận cục diện, giờ phút này xem ra, dường như không có gì khó tin. Bọn hắn bại, dù sao đôi bên thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, chẳng qua có thể đánh đến một bước này, đã rất không tệ. Tinh Thần Điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ đều là thở dài một hơi, ngược lại là có chút thất lạc. Tất cả mọi người là một trận thổn thức, đều có một loại cảm giác mất mát, cũng không phải bởi vì bọn hắn đứng tại Vô Ý chiến đội bên này, mà bởi vì mọi người đều luôn nghĩ nhìn thấy đội yếu chiến thắng cường đội, cho nên mấy người này mới sẽ thở dài tiếc hận. Linh Năng giới Linh Phi cũng là nắm chặt nắm đấm, nàng cũng là thay Vô Ý chiến đội khẩn trương lên. Cường đại linh hồn chi lực lệnh không khí bốn phía đều là nổi lên gợn sóng, Phong Thiền liền kéo lại Linh Phi cổ tay trắng, sau đó đối Linh Phi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Linh Phi cắn răng một cái, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Đây là mạng của bọn hắn, Phong Thiền chậm rãi nói, Linh Phi cũng là đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Diệp Giang thân hình bạo lướt, quyền cước như gió, tiếp tục quật lấy đã là không cách nào động đậy Nhiễm Sương. Thời khắc này Nhiễm Sương, tay chân đều bị đánh gãy, trên thân tất cả đều là máu ứ động, trên mặt mặt mũi bầm dập. Tiêu Viêm cắn răng một cái, mi tâm tử thần hư linh tháp đã là chậm rãi hiện ra, Diệp Giang còn như vậy đánh xuống, Nhiễm Sương thật sẽ chết. Nhiễm Sương là vì hắn mới cuốn vào trận chiến đấu này, Tiêu Viêm không có khả năng trơ mắt nhìn Nhiễm Sương cứ như vậy bị đánh chết tươi. Trạm lão, xem ra lại đi đến tuyệt cảnh. Tiêu Viêm trên mặt gạt ra nụ cười khổ sở, một cánh tay vô lực treo, tơ máu thuận không hợp quy tắc cánh tay chậm rãi chảy xuống, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Ai, lần này vận dụng tử thần hư linh tháp, chỉ sợ ngươi đường cũng đem đi đến cuối cùng. Trạm lão thở dài một hơi, ngưng trọng thanh âm chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm cười khổ, nhưng hắn hiện tại đã là không còn cách nào khác, đã cùng đồ mặt lộ. Lưu Phong, đem bọn hắn trực tiếp giết đi, đám người này tiện mệnh, không cần thiết nương tay. Diệp Giang một bên đánh lấy Nhiễm Sương, một bên hô. Lưu Phong tay cầm cổ kiếm, mũi kiếm chỉ vào Tiêu Viêm, cổ kiếm phía trên kiếm mang lộ ra, Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng, trong tay cổ kiếm đã là chậm rãi nâng lên. Ngươi xác thực rất mạnh, có thể cùng ngươi giao thủ, ta rất vinh hạnh, nếu như thực lực của ngươi cùng ta cùng là ngũ tinh, ta tất nhiên đánh không lại ngươi, may mắn, ngươi bại, cho nên dừng ở đây đi. Lưu Phong nâng lên cổ kiếm, sau đó thuận thế vung lên, chính là muốn cắt lấy Tiêu Viêm đầu lâu. Tiêu Viêm trong mắt đã là nổi lên màu vàng tia sáng, hắn cũng chuẩn bị động thủ, chỉ có thể vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng cùng nó đánh cược một lần. Về phần vận dụng tử thần hư linh tháp lực lượng về sau, sẽ đưa tới như thế nào mầm tai vạ, thời khắc này Tiêu Viêm đã cố không được nhiều như vậy. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, kiếm ảnh ầm vang rơi xuống, tất cả mọi người thở dài một hơi, thậm chí có chút không dám nhìn trên trận sắp xuất hiện một màn kia. Một đạo kim loại va chạm mãnh liệt thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Mà kia Lưu Phong trong tay cổ kiếm, đúng là rời khỏi tay, nó bàn tay lòng bàn tay phía trên, giờ phút này bị rung ra một đầu vết nứt. Trận Lưu Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, tại nó trước mắt, một thanh liêm đao chính thẳng tắp cắm ở trước mặt của hắn, mà liêm đao dao nhọn khoảng cách Lưu Phong trong cổ chỉ có một trường khoảng cách. Lưu Phong hồi lâu về sau mới kinh sợ đến mức lui về sau mấy bước. Ai? Cha của ta cha, các ngươi cũng dám động. Mà lúc này, tại kia hắc ám trong rừng rậm, một đạo lạnh lùng lại nghe như hài đồng một loại thanh âm non nớt từ trong đó chậm rãi truyền tới.
Sau đó, liền nhìn thấy một đám người từ hắc ám xâm lâm bên trong dạo bước đi ra, mà đám người này mới vừa đi ra liền hù dọa một mảnh kinh nghi thanh âm. Tổ yêu điện. Không sai, chính là bọn hắn, nhưng bọn hắn có vẻ giống như còn nhấc lên một người đâu. Vô số đạo ánh mắt chỉ một thoáng bị hấp dẫn, cái này xem xét, lệnh trên trận phần lớn người đều là chấn kinh cảm, ánh mắt bên trong bị khó có thể tin cùng khủng hoảng sở chiếm cứ. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 162 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.